Cặn bẩn, vi khuẩn, mùi hôi, cặn mốc trong lồng giặt. Đã có viên nén vệ sinh lồng giặt Omomatic nhập khẩu từ Pháp, cho hai viên nén vào lồng giặt chọn chế độ giặt thường. Năng lượng xoáy Dome Boost sẽ đánh bay mọi yếu tố gây mất vệ sinh ẩn sâu bên trong lồng giặt. Viên nén vệ sinh lồng giặt Omomatic mới.